Đâu? quá 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 Đâu? đẹp, quá đẹp các bạn ơi, mình phải review lại cho mọi người xem. Wow. Xin chào. Xin chào. Sáng nay đi uống cà phê vô một cái quán tuyệt vời nè. Mình phải quay đưa lên ngay lập tức liền. Quá đẹp. Bên được. Đây, đây nó nhà không bằng gỗ nó. Xin chào các bạn, buổi sáng sớm mình khỏe tốt. Quá đẹp luôn. Wow. Mình sẽ đi ra cổng mình quay vô lại. Đây, sáng đi uống cà phê. Vô quán cà phê quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây là trên con đường đi vô. Quán này nằm ở thành phố Nha Trang nha mọi người. Trên đường đi vô quán, đây là cái con đường qua riêng cái quán là trang trí hai bên là quá đẹp luôn. Quán này nằm ở đường Tô Ký, thành phố Nha Trang nha mọi người. Mình review lại, những bạn nào ở Nha Trang thì có dịp đến Nha Trang Tuyệt vời. thì ghé quán này ủng hộ các bạn. Dầm buộc. À, bắt đầu rồi bưu quán nhà sàn với mọi người đẹp không, nhà sàn gỗ, nhà gỗ kiểu nhà sàn phong cách cổ xưa. Tuyệt vời luôn, rộng rãi thoáng mát. Quán này nằm ở thành phố Nha Trang, rất rộng rãi. Rất rộng rãi. Đây hai bên, hai bên của hai dãy nhà. Đây có chậu mai, chậu mai sắp ra bông rất đẹp tuyệt vời. Wow, đẹp thật, rộng rãi thật. Này là sáng sớm mình vô sớm quán sớm, ra quán bây giờ cũng chưa có khách lắm. Đây là hồ cá, hồ Nam Bộ rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Wow. Rất đẹp. Đây, đây là cô chủ quán, chị chủ quán. Quán này mình tên gì chị? Ừ, bán ngơ. 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 Quán này ở đường Tô Ký nha mọi người, rất đẹp. Quán ngơ ngơ ngác vô đây là ngơ ngác. Đây là ngơ luôn. Quá tuyệt vời, nước sẽ rất rất có cá nhưng mà tối quá không thấy. Chưa luộc lại một lần nữa. Quá tuyệt vời, mai phong cảnh rất tuyệt vời. Ở đây là cầu thang đi lên. Trang trí nè, trong cái trang trí này. Cái này gọi là cái gì, cái rổ ngày xưa hả, rổ hả. Đây là cái gùi của dân tộc thôi, không phải cái gùi, cái giỏ. Đây là cối xay lúa, cối xay lúa, cối xay lúa, chưa quay được ha, không quay được ha, không biết. Đây là cái giỏ đựng cá, quá tuyệt vời, rất đẹp. Mở điện lên xét. Cái này là cái lệ đồ, tôi gọi là cái gì, ngày xưa tôi gọi là cái nôm để bắt cá, để bắt cá.
ụp xuống, coi thấy con cá ụp xuống là thò tay vô cái lỗ. Thấy con cá này là ụp xuống thò cái tay vô đây. Đây thò cái tay, không thấy không? Thò tay vô đây xuống cái bắt cá. Đây là cái gì? Cái cối hả? Cái cối giã lúa ngày xưa. Cái này là gọi là cái gì? Cái cối cối đạp. Cối đạp cái giã lúa. Vô ăn cho đóng này. Đây, sẽ đổ lúa vô đây. Xong mình giã xuống ngày xưa đó. Có hai chiếc ghế dễ thương. Không nhận quán này được. Đây, bên đây là đó. Rất to. Mấy cái trụ nó rất to bự. Bự lắm. Rất đẹp. Cơ quan hay là con giải thứ hai toàn gỗ không rất tuyệt vời. Đây là nhìn qua bên kia. Để bằng đá. Cái dàn đế hay không lạ. Đế bằng đá. Đọc. Đọc lắm. Đá. Đá cùi cầm lên. Đá. Đây, không gian có hồ. Hồ cá. Đẹp. Và hello. Đẹp quá. Quá đẹp. Phong cảnh quá tuyệt vời. Đây. Hồ này, hồ hoa súng. Chưa có bọc. Hoa súng hay có hoa chi. Hoa súng. Có bằng lẻ. Lên uống cà phê lên chân. Rộng lắm. Wow. Quá rộng. Trên quá rộng rãi luôn. Đấy, cái bông điện mở điện. Trang trí cũng độc lạ. Thank you.
nhà sen rộng rãi. Qua qua nhiều cầu thang dễ sợ luôn. Trang trí, cách trang trí cũng đặc lạ luôn. Nhiều cầu thang dễ sợ, lật lật đẹp lắm mọi người. Thôi mình ra sơ lược cái nhiêu đây thôi, cũng rộng quá mình không còn thời gian nữa. Thôi cà phê thôi. Cà phê đã đến rồi. Nước chanh của bé nè. Tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.